Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin cha cờ dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên nội ngoại và xin ơn bình an. Mời các bạn hát ca một lễ.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa để chúng con đời đời tưởng nhớ. Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Sáng Thế. Khi ông Áp-ram thắng trận trở về, có ông Mê-ki-xê-đê, vua thành Sa-lem, mang bánh và rượu ra. Ông là tư tế của Thiên Chúa tối cao. Ông chúc phúc cho ông Áp-ram và nói: Xin Thiên Chúa tối cao, đứng dựng nên trời đất, chúc phúc cho Áp-ram. Chúc tụng Thiên Chúa tối cao, đứng đã trao vào tay ông những thứ